Sau đây là phần tin Việt Nam. Việt Nam đối diện với 252 cuộc điều tra phòng vệ thương mại. Thưa quý vị, Bộ Công Thương cho biết, trong 6 tháng đầu năm, các mặt hàng nằm trong diện cảnh báo có nguy cơ bị điều tra phòng vệ thương mại như dĩa giấy, thép, thép không rỉ, cán nguội. Cụ thể, Hoa Kỳ điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp với dĩa giấy, Canada với dây thép và đinh ốc, Nam Hàn với thép không rỉ, cán nguội. Tính chung nửa đầu năm nay, hàng xuất cảng Việt Nam đối diện với 252 cuộc điều tra phòng vệ thương mại từ 24 thị trường. Con số này tăng 21 vụ so với cùng kỳ năm 2023, tương đương 9%. Các cuộc điều tra 6 tháng đầu năm chủ yếu là chống bán phá giá 138 vụ, tự vệ 50 vụ, chống lẩn tránh 37 vụ và chống trợ cấp 27 vụ. Nhà chức trách cho biết nguyên nhân chính khiến các nước tăng điều tra phòng vệ thương mại với hàng Việt do Việt Nam đã tận dụng các hiệp định thương mại tự do, mở rộng và gia tăng quy mô xuất cảng. Tình hình thế giới diễn biến phức tạp, kinh tế toàn cầu phục hồi chậm, sự gia tăng về lượng và quy mô hàng hóa Việt Nam đã gây sức ép cạnh tranh với sản xuất nội địa của các nước nhập cảng. Do đó, các nước này tăng điều tra và áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại để bảo vệ ngành sản xuất trong nước. Tuy vậy, việc cảnh báo sớm và hỗ trợ doanh nghiệp của Việt Nam mang lại kết quả tích cực. Nhiều doanh nghiệp xuất cảng đã chứng minh không vi phạm, giúp họ tránh hoặc chỉ bị áp thuế ở mức thấp, từ đó giữ vững và mở rộng thị trường. Với thị trường trong nước, Bộ Công Thương cho biết, họ cũng đẩy mạnh điều tra và áp dụng biện pháp phòng vệ để bảo vệ ngành sản xuất nội địa trước nguy cơ hàng nhập cảng, bán phá giá và trợ cấp. Bộ đã khởi xướng 28 cuộc điều tra phòng vệ thương mại và áp dụng 22 biện pháp với hàng nhập cảng. VinFast cho hoãn mở nhà máy xe hơi điện ở tại Mỹ giữa lúc thị trường giảm tốc độ. Hãng VinFast của tỷ phú Việt Nam là Phạm Nhật Vượng lại đưa ra thông báo triển hạn dự án nhà máy xe hơi điện và pin tại Hoa Kỳ. Lần này là cho đến năm 2028. Reuters loan tin vào ngày 13 tháng 7 dẫn thông báo của VinFast về việc tiếp tục triển hạn dự án ở tại Hoa Kỳ như vừa kể, nêu từ kế hoạch vừa qua là vào tháng 5 2025. Kế hoạch ban đầu dự tính là tháng 7 năm 2024. Ngoài ra thì VinFast cũng thông báo là cắt giảm lượng xe giao trong năm nay từ kế hoạch là 100.000 chiếc xuống còn 80.000 chiếc. Nguyên nhân được VinFast nêu ra là do tình hình chậm lại trong thị trường xe hơi điện toàn cầu. Vào hồi năm 2022 thì VinFast công bố kế hoạch xây dựng nhà máy xe hơi điện và pin tại tiểu bang North Carolina với tổng đầu tư được cho biết là 4 tỷ Mỹ Kim. Tin cho biết đến nay thì VinFast vẫn chưa hoạt động có lãi và số lỗ ròng là 618 triệu đô la trong quý 1 vừa qua. Dù báo cáo tài chính của VinFast nêu doanh thu đã tăng gấp 3 lần so với năm ngoái, nhưng giảm hơn 30% so với 3 tháng trước đó. Trong diễn biến liên quan thì Tổng cục Hải quan Việt Nam cho biết trong 6 tháng đầu năm 2024, Việt Nam đã nhập tổng cộng là hơn 74.500 chiếc ô tô nguyên chiếc với các loại, với tổng kim ngạch là 1 tỷ 550 triệu đô la. Indonesia tiếp tục là thị trường cung cấp xe hơi nguyên chiếc lớn nhất cho Việt Nam. Và trong 6 tháng đầu năm 2024, Indonesia đã sản xuất sang Việt Nam hơn 32.700 chiếc, chiếm 44% tổng lượng xe nhập cảng của cả nước Việt Nam. Và Thái Lan thì đứng thứ nhì với hơn 23.700 chiếc xe. Trung Cộng thì đứng thứ ba với hơn 14.700 chiếc. Giải thích lý do số xe nhập từ Trung Cộng vào Việt Nam đã ít hơn hai nước Indonesia và Thái Lan là vì số xe nhập từ Trung Cộng chủ yếu là xe hơi vận tải, xe hơi chuyên dụng. Thưa quý vị, tiếp tục phần tin Việt Nam cho biết giá nhà liền thổ ở Sài Gòn cao nhất trong 10 năm qua. Báo cáo mới đây của Cushman & Wakefield, đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ về tư vấn bất động sản, quản lý đầu tư cho biết
giá sơ cấp trung bình của nhà liền thổ tại thành phố Sài Gòn khoảng 19.146 đô la, tức là 480 triệu đồng mỗi mét vuông, tăng 17% so với quý trước và tăng 41% so với cùng kỳ năm 2023. Đây là mức cao kỷ lục ghi nhận được trong một thập niên qua. Trước đó, trong báo cáo của DKRA Group cũng cho thấy 6 tháng đầu năm, nhà liền thổ thành phố Sài Gòn ghi nhận có mức giá sơ cấp cao nhất lên đến 750 tỷ đồng, thấp nhất là 5.5 tỷ đồng mỗi căn. Trong khi năm 2022, giai đoạn cao điểm về giao dịch nhà liền thổ của thành phố, giá bán cao nhất phân khúc này chỉ 700 tỷ đồng và thấp nhất là 4.9 tỷ đồng mỗi căn. Còn theo nghiên cứu của Savills Việt Nam, trong 5 năm qua, giá nhà liền thổ tại Sài Gòn đã tăng gấp 3 lần trên thị trường sơ cấp và gấp đôi ở thị trường thứ cấp. Nguyên nhân khiến cho mức giá trung bình ở phân khúc này cao đột biến được các chuyên gia cho rằng do sự khan hiếm nguồn cung cấp. Sự thiếu hụt nguồn cung cấp đến từ việc các chủ đầu tư trì hoãn giới thiệu dự án mới giữa lúc thị trường còn nhiều khó khăn. Những chủ đầu tư còn quỹ đất cũng sẽ ưu tiên phát triển dòng sản phẩm hạng sang và siêu sang nhằm tối ưu hóa lợi nhuận. Dân biểu Hoa Kỳ là Michelle Steele kêu gọi phóng thích Y Quynh Badap và Nguyễn Thúy Hạnh. Phát biểu trước Hạ viện vào ngày 11 tháng 7, thì dân biểu liên bang Hoa Kỳ là Michelle Steele kêu gọi trả tự do cho hai nhà hoạt động là Y Quynh Badap và Nguyễn Thúy Hạnh. Đồng thời, bà yêu cầu Hà Nội là ngừng chà đạp nhân quyền đối với chính công dân của mình. Bà Michelle Steele nói trong đoạn video đăng trên mạng X vào hôm 11 tháng 7 là ông Y Quynh Badap là một nhà hoạt động tôn giáo thiểu số của Việt Nam và sống tị nạn ở Thái Lan kể từ năm 2018, nơi ông đang bị chờ dẫn độ về Việt Nam. Và ông có thể sẽ phải đối mặt với sự tra tấn và án tù dài hạn. Việc dẫn độ này đã vi phạm nghiêm trọng đến cam kết về nhân quyền mà Thái Lan đưa ra. Bà Nguyễn Thư Hạnh là nhà hoạt động nhân quyền hiện đang bị tạm giữ ở tại Việt Nam. Việc giam giữ bà không chỉ là bất công mà còn khủng khiếp hơn khi bà còn đang phải dùng hóa trị vì căn bệnh ung thư cổ tử cung giai đoạn 2. Ngoài ra thì vị nữ dân biểu Hoa Kỳ còn kêu gọi các nhà ngoại giao Hoa Kỳ và Thái Lan là hãy bảo đảm cho việc trả tự do cho hai nhà hoạt động dũng cảm này, cũng như thúc giục chính phủ Việt Nam là ngừng chà đạp nhân quyền của chính công dân của họ. Trước đó, vào hôm 10 tháng 7, thì bà Steele đã công bố hai bức thư gửi cho Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, Mark Knapper, về việc yêu cầu nhà ngoại giao Hoa Kỳ này can thiệp để bà Hạnh được đi chữa bệnh. Và thư gửi cho Đại sứ Thái Lan ở tại Hoa Kỳ là Surya Chindawongse, hối thúc chính quyền Thái Lan ngưng việc dẫn độ ông Y Quynh về Việt Nam. Khoảng 700 khách du lịch bị kẹt tại Kiên Giang do thời tiết bất lợi. Thưa quý vị, sáng ngày 15 tháng 7, trao đổi với báo chí, lãnh đạo xã An Sơn, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang cho biết hoạt động vận chuyển hành khách vẫn đang gián đoạn. Cụ thể, bà Trần Thị Yến Oanh, Phó Chủ tịch xã An Sơn, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang cho biết, đến sáng ngày 15 tháng 7, khoảng 700 khách du lịch bị kẹt tại đảo ở xã An Sơn vẫn chưa thể về đến đất liền vì tuyến tàu cao tốc từ thành phố Rạch Giá đi quần đảo Nam Du vẫn tạm ngưng hoạt động do thời tiết bất lợi. Việc chạy tàu phải tùy thuộc vào thời tiết và sự cho phép của cảng vụ hàng hải Kiên Giang. Để hỗ trợ khách du lịch, chính quyền xã An Sơn đã vận động các chủ nhà nghỉ, khách sạn hỗ trợ miễn phí hoặc giảm giá 50% tiền phòng cho khách du lịch. Riêng trong buổi sáng ngày 15 tháng 7, địa phương đã vận động doanh nghiệp tài trợ thành lập một bếp ăn miễn phí cho khách du lịch trên đảo. Để bảo đảm an toàn cho du khách, xã An Sơn cũng khuyến cáo du khách không nên tắm biển khi có sóng to và không đi chơi ở những khu vực nguy hiểm. Thông thường vào dịp tháng 7, tháng 8, vùng biển này hay có mưa lớn do ảnh hưởng gió mùa Tây Nam nên du khách hay bị kẹt lại trên đảo. Dịp tháng 9, tháng 10, biển cũng có nhiều sóng nhưng không lớn lắm. Thời tiết tốt nhất để đến đảo Nam Du là dịp từ tháng 12 cho đến tháng 6 hàng năm.
Viber trở lại đường đua ứng dụng OTT tại Việt Nam. Trong chuyến thăm Việt Nam đầu tháng 7, ông Atanas Rykov, Phó Chủ tịch phụ trách Marketing và Tăng trưởng Toàn cầu của Rakuten Viber cho rằng, tiềm năng cho OTT tại thị trường Việt Nam vẫn còn và sẽ tập trung đáp ứng nhóm người dùng chuyên nghiệp. Rakuten Viber nổi tiếng với ứng dụng nhắn tin Viber với gần 1.2 tỷ người dùng trên toàn cầu, phổ biến tại Việt Nam cách đây hơn 10 năm nhờ tính năng gọi điện qua Internet. Sau đó, sự nổi lên của Messenger, Telegram, Zalo khiến cho ứng dụng đời đầu như Viber hay Skype thất thế, tụt dần trên các bảng xếp hạng. Tuy nhiên, theo Rykov, Việt Nam vẫn là một thị trường tiềm năng cho ứng dụng OTT như Viber và hãng sẽ đặt trọng tâm lâu dài và mạnh mẽ hơn tại thị trường Việt. Thống kê trên Data Reporter, người Việt Nam dành hơn 6 giờ mỗi ngày trên Internet, trong đó chat và nhắn tin là nhu cầu lớn nhất với 96.8% có sử dụng. Cũng trong báo cáo này, Viber chỉ thu hút khoảng 13% người dùng Internet tại Việt Nam sử dụng trong năm 2023. Trong bảng xếp hạng tải về nhiều nhất trên App Store hay Google Play, ứng dụng cũng nằm ngoài top 10. Bản tin vừa rồi đã chấm dứt phần tin chiều nay của Huyền Việt TV. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi và kính chúc quý vị một buổi tối an lành.